Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thêm 3 trường hợp được thanh toán trực tiếp khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Trung tâm y tế thành phố đẩy mạnh khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Đeo kính cận oan khi chỉ khám mắt tại các cửa hàng kính. Khoái Châu có tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cao nhất tỉnh. Trong một thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh viêm tay giữa. Bài thuốc trị chứng da mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ sẽ được giới thiệu trong mục Cẩm nang y học hôm nay. Phần cuối chương trình, mục câu chuyện y tế, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự thận trọng với những loại thuốc nam gia truyền không rõ nguồn gốc và phóng sự nguy cơ bệnh tật từ bao bì nhựa dùng một lần. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, sẽ có thêm 3 trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh. Đây là nội dung đáng chú ý, được nêu tại thông tư 09 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Cụ thể, 3 trường hợp này gồm người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tương đương 8,94 triệu đồng, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại. Trường hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin thẻ bảo hiểm y tế cũng sẽ được thanh toán trực tiếp tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Đầu tư trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn là những biện pháp đang được Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên triển khai nhằm đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho nhân dân. Khoa Nội nhi Đông y của Trung tâm hiện đang tiếp nhận điều trị cho hơn 20 người mắc các chứng tê bì chân tay, thoái hóa đầu gối, thoái hóa đốt sống lưng, đau đầu, chóng mặt. Trước kia mỗi tháng chỉ có khoảng 40 tới 50 bệnh nhân điều trị y học cổ truyền, hiện nay trung bình mỗi tháng đã có khoảng 80 bệnh nhân điều trị. Nguyên nhân chính khiến lượng bệnh nhân điều trị tăng cao là do trung tâm đã đầu tư thêm các máy móc tiên tiến tương đương tuyến tỉnh như máy sóng ngắn, máy kéo giãn cột sống, dàn sắc thuốc tự động, triển khai áp dụng các phương pháp và kỹ thuật như phương pháp nhiệt trị liệu, đắp nến paraffin, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm. Hiện trung tâm có 6 bác sĩ chuyên khoa 1, riêng lĩnh vực Đông y đã có 2 bác sĩ chuyên khoa 1. Trung tâm đang tiếp tục cử cán bộ đi học các chứng chỉ phục hồi chức năng, thời gian tới sẽ tách Đông y thành khoa riêng biệt để có thể chăm sóc tốt hơn nữa sức khỏe người dân địa phương. Có vấn đề về nhìn xa nhưng lại không đến khám mắt tại các cơ sở y tế uy tín, tự ra cửa hàng cắt kính nên dẫn đến phải đeo kính cận oan, đó là trường hợp của chứng cận thị giả. Cận thị giả là một dạng rối loạn điều tiết ở mắt, triệu chứng cũng giống cận thị thật như mắt mỏi, nhức đầu, chảy nước mắt, không nhìn được các vật ở xa. Những trường hợp này nếu chỉ đến các cửa hàng cắt kính thì rất khó để phân biệt cận thị giả hay thật vì hầu hết người làm ở cửa hàng kính chỉ là kỹ thuật viên, không đủ chuyên môn để phân biệt. Bên cạnh đó, khi đo kính cho người cận thị, loạn thị thì việc nhỏ thuốc điều tiết mắt để kiểm tra là bắt buộc. Nhưng thực tế, hầu hết các cửa hàng bán kính đều bỏ qua công đoạn này vì sợ mất thời gian nên kết quả kiểm tra thường không chính xác. Theo các bác sĩ, với trường hợp cận thị giả do làm việc ở khoảng cách gần thì chỉ cần nhỏ thuốc nhỏ mắt, kết hợp nghỉ ngơi, chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp mắt trở lại thể trạng bình thường. Theo số liệu thống kê của phòng tiêm vaccine dịch vụ SAFO, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu mùa hè đến nay, huyện Khoái Châu là địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cao nhất tỉnh. Chỉ tính từ tháng 5 đến nay, đã có gần 100 người tại huyện Khoái Châu đến tiêm phòng dại tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, chủ yếu do chó cắn. Đối tượng đến tiêm bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị để điều trị bệnh, tuy nhiên có thể phòng, điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Tiêm vaccine phòng bệnh dại kịp thời cho người bị chó nghi dại cắn là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh dại ở người. Các bác sĩ khuyến cáo, khi không may bị chó hoặc mèo cắn, chúng ta cần phải rửa sạch vết thương bằng xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong khoảng 10-15 phút. Vết thương cần được làm sạch kỹ hơn với cồn 70% hoặc cồn iốt nếu có. Sau đó theo dõi, nếu con chó hoặc mèo cắn mình bị chết trong vòng 10 ngày thì buộc phải tiêm phòng 5 mũi vaccine liên tiếp trong một tháng và tiêm huyết thanh.
Thưa quý vị và các bạn, viêm tai giữa là bệnh lý của tai thuộc nhóm bệnh viêm nhiễm đường hô hấp trên. Đây là một trong những bệnh lý về viêm nhiễm đường hô hấp thường gặp nhất ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thì người lớn cũng không tránh khỏi nguy cơ bị mắc bệnh. Mời quý vị và các bạn đến với cuộc trao đổi giữa bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên và phóng viên của chuyên mục để hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, bệnh viêm tai giữa là gì ạ? Vâng, trước tiên phải nói rằng bệnh viêm tai giữa là bệnh thường gặp và rất hay gặp ở chuyên ngành tai mũi họng chúng tôi, đặc biệt là trẻ em. Thì viêm tai giữa là một nhóm những cái bệnh của tai giữa, nó do những cái tổn thương viêm nhiễm tại tai giữa, do các nguyên nhân, những cái nhóm tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus và những cái tác nhân bên ngoài môi trường gây ra, chẳng hạn những cái sang chấn do ngoáy tai chọc vào tai giữa và những cái chấn thương do những cái va đập tai ngoài nó gây ra. Viêm tai giữa thì có hai cái dạng chính, đấy là cái viêm tai giữa cấp tính và viêm tai giữa thanh dịch. Thưa bác sĩ, nguyên nhân và dấu hiệu của viêm tai giữa là gì ạ? Nói về nguyên nhân viêm tai giữa, đặc biệt là về trẻ em thì do cái hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh, trẻ em là chưa hoàn thiện, kèm theo cái cấu tạo của cái vòi nhĩ của trẻ em là gì? Ngắn, nằm ngang và rộng hơn. Chính đấy là những cái điều kiện mà để những cái viêm nhiễm ở mũi họng như là viêm mũi, viêm VA, viêm amidan hay viêm xoang, nó sẽ là con đường kế cận gần nhất gây ra viêm tai. Những cái dấu hiệu viêm tai giữa, đặc biệt là cái thể hiện điển hình nhất của viêm tai giữa, đấy là viêm tai giữa cấp tính ở trẻ em, với những cái biểu hiện như là trẻ sốt cao 39-40 độ, quấy khóc, bỏ bú, nôn, và trẻ lớn thì kêu đau tai, trẻ nhỏ thì vò rứt tai, và kèm theo dấu hiệu là rối loạn tiêu hóa như đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Sau 2 đến 3 ngày trẻ không được phát hiện và điều trị kịp thời thì giai đoạn vỡ mủ sẽ diễn ra và trẻ sẽ chảy mủ tai ra ngoài ống tai, và các triệu chứng như sốt, đi ngoài, nôn sẽ giảm đi. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì viêm tai giữa sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như thế nào? Đối với những cái viêm tai giữa mà chúng ta không được phát hiện kịp thời và không điều trị kịp thời thì có thể gây ra những cái biến chứng. Giải phẫu cấu trúc của tai nó sẽ đưa ra những cái biến chứng có thể xảy ra như là viêm xương trũng cấp, liệt dây thần kinh số 7 gây ra liệt mặt, và viêm não và màng não, áp xe não do tai, và viêm xoang tĩnh mạch bên. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì làm gì để phòng và điều trị bệnh viêm tai giữa? Để điều trị thì có các phương án, có các phương pháp điều trị, là thứ nhất là điều trị nội khoa, cái thứ hai là điều trị ngoại khoa. Về điều trị nội khoa thì toàn thân chúng ta có thể dùng kháng sinh nhóm beta-lactam và nhóm cephalosporin, và chúng ta dùng thêm cái chống viêm, giảm phù lề và kháng histamin. Về tại chỗ thì chúng ta có thể xịt rửa bằng các dung dịch nước muối biển sâu và nhỏ thuốc tại chỗ bằng các thuốc co mạch làm thông thoáng mũi như là otrivin 0,5 phần nghìn và 0,1%. Điều trị ngoại khoa thì chúng ta có cắt amidan nạo VA trong trường hợp viêm VA và amidan tái diễn nhiều lần, dùng thuốc đáp ứng kém và có thể đặt ống thông khí cho bệnh nhân. Với thời gian điều trị bây giờ thì thường là dùng kháng sinh trong 7 đến 10 ngày, cá biệt có những trường hợp có thể kéo dài lên 15 ngày, và kết hợp với việc là chúng ta phải vệ sinh mũi thường xuyên, hút rửa mũi để làm cho mũi thông thoáng. Để hạn chế cái bệnh lý viêm tai giữa hay gặp thì chúng ta cần nên tránh cho trẻ tiếp xúc với những cháu mà bị những cái bệnh truyền nhiễm như là sốt virus, sởi. Hai nữa là phải giữ ấm cho trẻ về mùa đông và thoáng mát vào mùa hè, và tránh xa khói thuốc lá. Tiếp theo là chúng ta phải cho trẻ nâng cao cái sức đề kháng của trẻ bằng cách dùng cho chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, ở trẻ em được bú sữa mẹ đầy đủ. Cuối cùng cần cho trẻ đến các cơ sở tai mũi họng để khám khi có dấu hiệu như sốt, vò rứt tai, chảy mũi kéo dài, để trẻ được phát hiện những cái dấu hiệu bệnh lý của viêm tai để được điều trị kịp thời. Cảm ơn bác sĩ đã đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Dạ vâng.
Thưa quý vị và các bạn, da mồ hôi trộm là hiện tượng thường hay gặp ở trẻ nhỏ. Khi trẻ bị da mồ hôi quá nhiều và liên tục, cơ thể sẽ mất đi một lượng nước và muối. Sự mất đi lượng nước và muối sẽ khiến cơ thể trẻ yếu đi, người mệt hơn. Nếu như hiện tượng này kéo dài và liên tục từ ngày này sang ngày khác, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Trong chương trình hôm nay, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc trị chứng da mồ hôi trộm. Cái chứng da mồ hôi trộm là một trong những cái chứng bệnh rất thường gặp theo y học cổ truyền. Cái chứng này do cái tình trạng mất cân bằng âm dương và chủ yếu là do âm hư gây nên. Da mồ hôi trộm tức là khi người bệnh ngủ thì bắt đầu có hiện tượng da mồ hôi rất nhiều ở lòng bàn tay, bàn chân, vùng cổ gáy và có thể là khắp cơ thể. Nó có hai cái độ tuổi là hay bị, tức là cái độ tuổi các trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Đấy, khi sinh ra ở cái tầm như vậy thì đứa trẻ là nó có cái tình trạng bị âm hư. Các cụ vẫn nói là âm thường bất túc, dương thường hữu dư đối với những đứa trẻ như vậy. Thế nên các cháu, các mẹ nhìn thấy các cháu con nhà mình ngủ, nó hay gây ra cái tình trạng da mồ hôi rất là nhiều. Thế và một cái tình trạng nữa là sau này một số những cái người trung tuổi thì cái tình trạng âm hư cũng xuất hiện nhiều. Thế và cũng gây nên các cái tình trạng da mồ hôi trộm. Dân gian thường hay cho các cháu ăn cái lá dâu tầm, thế hoặc là ăn các cái thức ăn như là ăn chay, cua, ốc. Thế và khi điều trị thì y học cổ truyền cũng có rất nhiều các cái phương pháp điều trị. Người ta hay dùng cái bài lục vị ra một số những cái vị thuốc có tính chất an thần, liễm hạn. Cái bài lục vị gồm các vị thuốc sau: một là vị thục địa, hai là vị bạch ninh, ba là vị hoài sơn, bốn là vị đan bì, năm là vị sơn thù, 6 là vị trạch tả. Thế tùy theo cái trên cái người bệnh cụ thể thì các thầy thuốc có thể ra thêm một số các cái vị thuốc, như ra thêm là vị mẫu lệ, hắc táo nhân, niên nhục. Người ta sắc uống mỗi ngày một thang. Thông thường thì người ta sắc uống 5 đến 7 thang thì có cái biểu hiện nhân đỡ rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, mặc cho những lời cảnh báo của các cơ quan chức năng, các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ được gắn mác đông y gia truyền bày bán tại các chợ quê, vỉa hè, đường phố vẫn được tin mua và sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe nhiều người tiêu dùng. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại một góc chợ Rầm, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Các loại rễ cây, lá, quả khô được bày bán không có bất cứ thông tin gì. Chúng được quảng cáo có thể chữa khỏi đủ thứ bệnh, từ mụn nhọt, nóng gan đến dạ dày, sỏi thận. Theo lời người bán, các loại thuốc này được thu hái trên rừng, phơi sấy đảm bảo an toàn, có giá dao động từ 70 tới 300 nghìn đồng 1 kg. Không có giấy phép hay chứng chỉ hành nghề, những người bán đều cam đoan đây là thuốc gia truyền, đảm bảo có thể chữa khỏi bệnh. Thuốc nam thì thuốc gia truyền tôi làm ra, trồng ra xong rồi bán để chữa bệnh mát gan, để đau nhức xương khớp. Có ai được kiểm nghiệm cái này không?
Tôi bán chợ này 30 năm nay rồi. Cô có chứng chỉ hành nghề gì không? Cô chỉ có các cái thuốc gia truyền thôi. Chứ không có chứng chỉ hành nghề gì. Do quan niệm có bệnh thì vái tứ phương, nhiều người dân sau khi bắt mạch thì đã tin và mua thuốc mà không suy xét đến nguồn gốc xuất xứ của thuốc. Hiệu quả của những thang thuốc này đến nay chưa được ai kiểm chứng, nhưng hậu quả của chúng thì đã có nhiều bệnh nhân phải gánh chịu. Bỏ mặc những lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng, nhiều người bệnh nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời mách bảo truyền miệng, sử dụng những thang thuốc không được kiểm chứng, gây nguy kịch đến tính mạng. Người ta mách này, cái bà này bà chữa thuốc nam giỏi thì cô lấy về cô uống. Người ta bảo là uống nó khô và nó không phát triển nữa. Trong vai một người khách mua hàng, chúng tôi đã mua một thang thuốc chữa dạ dày của một thầy lang ven đường và mang những vị thuốc kia đến cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra. Bản thân tôi là thầy thuốc y học cổ truyền, cũng biết về các vị thuốc nhưng mà cũng không thể xác định được nó là những cái vị gì. Đơn thì không có, đấy, thế và thuốc thì là bốc, mang tính chất là cảm tính, cái vấn đề an toàn là, rồi là cái hiệu quả của nó là không đảm bảo. Nói chung là bà con không nên mua dùng. Chính sự dễ dãi, nhẹ dạ của nhiều người dân là nguyên nhân khiến những thang thuốc đông y không có nguồn gốc xuất xứ vẫn được lưu hành. Để bảo đảm sức khỏe của bản thân và gia đình, người tiêu dùng, đặc biệt là những người có bệnh, hãy lựa chọn phương pháp chữa bệnh khoa học được kiểm chứng để tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, bao bì nhựa dùng một lần hiện nay đang được rất nhiều người sử dụng để đựng thực phẩm vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, đa số các loại bao bì này đều không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần không gây ngộ độc cấp tính, nhưng lại gây ra những tác hại rất lớn với sức khỏe sau này, thậm chí là gây ung thư. Những hình ảnh này thường xuyên diễn ra trong xã hội hiện nay. Rời khỏi quán cơm, mỗi người xách ít nhất một hộp cơm xốp, một hộp nhựa đựng canh và bên ngoài là túi ni lông. Không ít người trong số họ đã từng nghe, biết về tác hại của những loại bao bì này tới sức khỏe và môi trường. Thế nhưng, vẫn có những lý do để họ dùng bao bì nhựa dùng một lần để đựng thực phẩm. Gia đình vẫn thường sử dụng túi ni lông vì túi ni không có loại túi này thay thế được. Bây giờ đi chợ người ta cũng dùng túi ni lông. Mỗi mớ rau, ngọn cỏ người ta đều phải đưa túi ni lông. Gia đình thường dùng trung bình mỗi một ngày khoảng 4-5 cái, cả túi ni lông đựng rác. Theo cơ quan chức năng, những bao bì nhựa mà cụ thể là túi ni lông, hộp xốp, hộp nhựa trên thị trường hiện nay đều không đủ tiêu chuẩn để làm bao bì đựng thực phẩm nóng. Các loại nhựa này được sản xuất từ các hợp chất cao phân tử như PE, PV cùng các loại phụ gia được phối trộn để tạo nên những đặc tính mềm dẻo. Các phụ gia này được gọi chung là hợp chất phthalate. Loại hợp chất này sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực tới sức khỏe khi bị thô nhiễm vào thực phẩm. Chính cái bản thân cái phthalate này là nó được tích lũy vào cái tế bào đích, đó là tế bào tuyến sinh dục ấy, thì nó sẽ tích lũy lâu dài, ảnh hưởng đến sự phát triển về giới của trẻ và ảnh hưởng đến các cái cơ quan sinh dục, có thể gây ra lệch lạc giới tính ở trẻ này, rồi gây ra ung thư các cơ quan sinh dục. Nhiều phthalate đã được ghi nhận có tác dụng như một xenoestrogen, là chất làm rối loạn hormone giới tính. Các nhà khoa học lo ngại không chỉ với các dẫn chất phthalate bị nhiễm trong thực phẩm, mà còn lo ngại về các vật dụng sinh hoạt hàng ngày có chứa các chất gây nguy hại này. Nghị viện châu Âu không cho phép dùng DPB và DEHP có trong đồ chơi trẻ em và cả trong mỹ phẩm. Bao bì nhựa hiện nay có giá thành rất rẻ vì chúng là nhựa tái chế. Hưng Yên có 2 làng nghề tái chế nhựa, song các hộ sản xuất nhựa chỉ đóng thuế môn bài hàng năm. Thêm một lý do để người tiêu dùng cân nhắc có nên sử dụng bao bì nhựa dùng một lần, và có nên vì cái tiện mà bỏ qua những tác hại lâu dài của bao bì nhựa dùng một lần tới sức khỏe của bản thân và con em mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.